Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 4 tuần 14 đến tuần 17, trang 99 đến trang 102. Bài 7, nếu chúng mình có phép lạ, sách giáo khoa trang 135. Bài tập số 1, tìm từ ngữ phù hợp để thay cho từ ngữ in đậm trong các câu dưới đây, rồi viết vào chỗ trống. Như vậy, các em sẽ tìm những cái từ ngữ phù hợp để thay thế cho những cái từ ngữ in đậm trong các câu, rồi chúng ta viết vào chỗ trống. Câu A, mặt biển rất rộng. Như vậy chúng ta có thể tìm từ ngữ phù hợp để thay thế cho từ này, đó là từ mênh mông, mặt biển rộng, mênh mông. Tiếp theo câu B, bầu trời mùa thu xanh quá. Thì các em có thể thay từ ngữ xanh quá bằng từ xanh ngắt, bầu trời mùa thu xanh ngắt. Câu C, em bé có nước da trắng lắm. Thì chúng ta thay từ trắng lắm bằng từ trắng như tuyết, em bé có nước da trắng như tuyết. Câu D, cô giáo em có vóc người hơi nhỏ. Cô giáo em có vóc người nhỏ nhắn. Tiếp theo bài tập số 2, khoanh vào từ dùng sai trong mỗi câu dưới đây và chữa lại cho đúng. Câu A, một cơn gió nhẹ lướt qua làm những chiếc lá rung chuyển. Như vậy ở đây chúng ta có từ dùng sai, ở đây là từ rung chuyển. Như vậy chúng ta sẽ khoanh tròn. Rung chuyển. Rồi các em sẽ chữa lại cho đúng, chúng ta thay bằng từ một cơn gió nhẹ lướt qua làm những chiếc lá rung rinh. Rồi tiếp theo câu B, nước sông vẫn đỏ chót phù sa, nhưng cảnh vật đôi bờ đã có nhiều đổi khác. Như vậy chúng ta có từ dùng sai, ở đây là từ đỏ chót. Rồi các em sửa lại cho đúng, chúng ta dùng từ đỏ ngầu. Nước sông vẫn đỏ ngầu phù sa, nhưng cảnh vật đôi bờ đã có nhiều đổi khác. Tiếp theo bài tập số 3, viết câu với mỗi từ sau: trong veo, trong sáng, trong trẻo. Như vậy chúng ta sẽ viết câu với các từ này. Ví dụ, trong veo, nước dưới hồ trong veo. Trong sáng, cô ấy có tấm lòng trong sáng và thánh thiện. Trong trẻo, giọng hát của Lan rất trong trẻo. Tiếp theo câu số 4, tìm từ ngữ phù hợp thay cho từ in đậm trong các câu dưới đây để được câu văn có hình ảnh nhân hóa, rồi viết vào chỗ trống. Ví dụ mẫu, trong vườn lá veo kêu râm ran. Trong vườn lá ve ngân lên khúc nhạc râm ran. Như vậy chúng ta tìm từ ngữ phù hợp thay cho từ in đậm từ kêu ở đây để được cái câu văn có hình ảnh nhân hóa, đó là ngân lên khúc nhạc. Như vậy chúng ta thay từ kêu bằng từ ngân lên khúc nhạc. Tương tự câu A, hè về mặt trời chiếu những tia nắng rực rỡ xuống mặt đất. Như vậy chúng ta tìm từ ngữ phù hợp thay cho từ chiếu để được câu văn có hình ảnh nhân hóa. Hè về mặt trời thả những tia nắng rực rỡ xuống mặt đất. Như vậy chúng ta thay từ chiếu bằng từ thả để được câu văn có hình ảnh nhân hóa. Câu B, muôn loài hoa nở rộ và tỏa ngát hương thơm. Thì chúng ta thay từ nở rộ bằng từ đua nhau nở rộ. Muôn loài hoa đua nhau nở rộ và tỏa ngát hương
hương thơm. Câu C, những chú chim hót véo von tạo nên một bản hợp xướng tuyệt diệu. Như vậy chúng ta tìm từ ngữ thay thế cho từ hót. Ví dụ như là từ hát. Những chú chim hát véo von tạo nên một bản hợp xướng tuyệt diệu. Tiếp theo phần viết một nhỏ. Viết đoạn văn nêu lý do em thích một câu chuyện cổ tích hoặc là sự tích đã đọc, đã nghe dựa vào gợi ý sách giáo khoa trang 137. Như vậy chúng ta sẽ viết đoạn văn nêu lý do em thích một câu chuyện cổ tích hoặc là một cái sự tích đã đọc, đã nghe dựa vào sách giáo khoa trang 137. Ví dụ đoạn văn Thạch Sanh là truyện cổ tích mà em rất yêu thích. Truyện kể về Thạch Sanh, một con người vô cùng dũng cảm, tài năng. Chàng vốn là con trai của Ngọc Hoàng, được sai đầu thai xuống trần gian, làm con trai của một vợ chồng tốt bụng. Đến khi lớn lên, chàng được thiên thần dạy cho đủ phép thần thông, mọi võ nghệ. Sau khi gặp gỡ và kết nghĩa với Lý Thông, Thạch Sanh luôn coi mẹ con họ như người thân. Nhưng vì quá thật thà, chàng bị Lý Thông lợi dụng. Nhờ sự dũng cảm, tài năng mà Thạch Sanh lần lượt hóa giải mọi kiếp nạn, giết Chằn Tinh, đánh nhau với Đại Bàng cứu công chúa, cứu con vua Thụy Tề, tự minh oan cho chính mình. Cuối cùng Thạch Sanh được nhà vua gả công chúa cho. Còn về phần Lý Thông lại nhận kết cục cho sự xấu xa, độc ác của mình, bị sét đánh chết, hóa kiếp thành bọ hung. Sau này Thạch Sanh còn đánh bại 18 nước chư hầu và được vua truyền ngôi. Kết thúc truyện đã giúp cho người đọc hiểu được ước mơ của nhân dân ta về cái thiện sẽ chiến thắng cái ác, người ở hiền gặp lành. Sau khi đọc truyện, em cảm thấy rất ngưỡng mộ, cảm phục tài năng của Thạch Sanh. Tiếp theo số 2 nhỏ, đọc lại rà soát và chỉnh sửa các loại trong đoạn văn ở bài tập 1. Vận dụng, viết một điều em muốn thay đổi để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng ta sẽ viết một điều em muốn thay đổi để cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Cô ví dụ, một điều em muốn thay đổi để cuộc sống tốt đẹp hơn đó là không có chiến tranh, thế giới hòa bình, con người được sống trong ấm no, hạnh phúc. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi vào bài tập tiếng Việt lớp 4. Sau khi xem xong các em thấy thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, bây giờ tạm biệt các em.